Chào các bạn đã đến với lớp dạy nghề sửa chữa máy may 5 tuyển. Thì video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái móc và lấy chiều sâu trụ kim của máy cuốn sườn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh đồng bộ và chỉnh bộ elip của máy cuốn sườn. Thì cái việc đầu tiên để chúng ta chỉnh cái đồng bộ đó thì chúng ta phải lấy được cái chiều sâu trụ kim và chỉnh được cái độ ngả móc, thì độ chính xác của thông số, cả hai thông số đó chính xác, thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành là chỉnh cái đồng bộ. Thì nó rất đơn giản, nếu chúng ta chỉnh cái thông số của chiều sâu trụ kim và của móc, độ ngả móc nó không chính xác thì nó sẽ không khớp được một cái đồng bộ, bởi vì cái này nó sẽ đi đồng nhất với nhau một cái thông số nhất định. Thì cái này là mình đã chỉnh cái độ chiều sâu trụ kim và cái độ ngả móc đã ổn định rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái đồng bộ, xong là mình sẽ hướng dẫn là chỉnh cái elip sau. Thì chúng ta quan sát trên máy đây. Đấy, trên máy mình đây. Mình sẽ quay rất sát cho các bạn thấy. Chúng ta quay này. Thì chúng ta đây, bên này là đồng bộ. Đấy, đồng bộ của chúng ta nó nằm bên này. Xong đó đến đây là cam đánh chỉ, là cam chỉ dây thưa và cái trong cùng này. Đây, cái trong cùng này mới là cái elip. Thì cái cam đồng bộ của chúng ta đây này, chúng ta quan sát này. Thì nó có hai cái con ốc nằm ở trong này. Đấy, hai con ốc nằm ở trong này, thì hai con ốc này nó nằm ở hai cái vị trí, ở hai cái khoảng cách nó khác nhau. Thì hai cái ốc này nó sẽ nằm vuông góc với nhau 90 độ đấy, chứ không phải là nó nằm tùm lum đâu. Thì chúng ta quan sát này, cái ốc đầu tiên chúng ta quay đến. Đấy là chúng ta bỏ con ốc này, chúng ta nới lỏng cho bỏ con ốc này. Đấy. Chúng ta quay đến con ốc thứ hai, thì có khoảng cách từ con ốc thứ nhất đến con ốc thứ hai này rất ngắn. Thì ta chỉnh con ốc này. Đây, lúc này ta sẽ đưa đây, ta vặn ốc này ra. Đó. Chúng ta sẽ vặn lỏng ốc này ra. Và lúc này tay ta giữ nguyên cái lồng giác này và giữ nguyên ốc này, không có để xê dịch. Mà lúc này ta quay buri này, ta quan sát cái đằng trước. Lúc này ta sẽ quan sát móc và trụ kim này. Lúc này tay ta giữ nguyên cái cam đồng bộ và ta quay. Và lúc này ta quay này, ta giữ cái đồng bộ này, ta giữ cái lục giác cho thật chắc này. Và ta quay này, chúng ta quan sát kỹ nhé. Quay cho này, cứ quay tự nhiên đi, không sao cả. Đấy, quay cho kim lên cao nhất. Và lúc này cái móc này này, hai cái móc này nó lui hết về phía bên trong mình. Nó lui hết về phía bên trong và kim lên cao nhất. Đó. Kim lên cao nhất thì lúc này tay ta sẽ vặn cái ốc đồng bộ vào. Đó. Vặn cái ốc đồng bộ lại. Vặn ốc đồng bộ lại thì chúng ta kiểm tra này. Kiểm tra là thông số nó làm sao. Cái này là tất cả cái thông số này là nó cũng tương đương gần giống nhau tất cả thôi, thì nó cũng không ấy đâu. Khi đầu kim này nó chớm bằng cái lưng trên của móc này thì khoảng cách từ mép trong lỗ móc đến cái kim này nó 3 ly. Từ cái thông số này là các máy nó cũng gần như tương đương gần giống nhau. Đấy, chúng ta cứ quan sát đấy, đúng mép trong lỗ kim này, mép trong lỗ móc đến cái kim này là đủ 3 ly là cái thông số này là chuẩn. Đấy. Rồi, như vậy là của mình ở đây là được 3 ly rồi đó. Nếu mà không được thì chúng ta có thể là mở ốc ra, chúng ta xê dịch lại thêm một xíu nữa thì nó sẽ đạt rồi. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta đạt cái thông số đó mà tất cả cái thông số như chiều sâu trụ kim, độ ngả móc và hai cái đó là cái chính xác nhất, là chúng ta căn chỉnh đúng cái thông số, thì mình đã hướng dẫn ở trong phần lấy chiều sâu trụ kim rồi. Thì nếu chúng ta lấy hai thông số đó chuẩn thì khi chúng ta chỉnh đồng bộ từ mép trong lỗ kim này, lỗ móc này đến cái kim này. Đấy, từ mép trong lỗ móc này đến kim này 3 ly thì chúng ta quay xuống thì cũng
cũng cái lỗ kim và lỗ móc nó sẽ trùng nhau. Đấy, thì cái này nó tất cả mọi thứ nó sẽ khớp nhau hết. Nên chúng ta lấy cái thông số mà chuẩn. Và tiếp theo là chúng ta này là cái đồng bộ, cái elip. Cái elip này thì đơn giản thôi, nó không có gì cả, thì chúng ta chịu khó quan sát xíu thì cũng giải quyết một việc là nó cũng không có khó khăn cho lắm. Thì đây bên trái, bên phải này, nếu tính từ bên ngoài cùng là bên đây là cái đồng bộ này, đây là cam chỉ dây thưa này, là tiếp theo đến cái elip này, thì trong này nó có hai cái ốc, hai con ốc lục giác này này, thì chúng ta cũng mở hai con ốc này ra thôi, không có gì cả. Cái này là của mình, nó sử dụng ốc lục giác 2. Đó. Trong cái hai cái này chúng ta mở ốc nào chúng ta chỉnh cũng được hết. Đấy. Thì chúng ta này mở hai ốc này ra. Để quan sát cái độ cái độ đâm lưng móc này. Đó. Chúng ta quan sát này. Thấy chưa? Khi kim nó xuống này, nó đâm vào lưng móc bao nhiêu này. Thì chúng ta muốn nó đâm vào cái thành móc này nhiều hay là ít thì là do chúng ta chỉnh cái đồ, cái elip đấy do tùy chúng ta thôi, quay ít hay quay nhiều. Nên là chúng ta chỉ cho nó hơi sượt vào đây thôi, chứ nó vào 37 thôi. Chứ chúng ta đâm nhiều quá thì nó cũng sẽ dễ bị gãy kim, thì không nên. Thì đấy, việc đấy là chúng ta sẽ chỉnh ở cái này, cái elip đi. Elip của chúng ta đây này. Quay bô rê thôi, thì cái này nó sẽ tự động ra vào, cái độ mở rộng elip này nó sẽ tự động nó ra vào theo ý mình. Đấy, lúc nào đạt được cái theo ý của mình rồi thì mình sẽ vặn ốc lại. Bài chia sẻ của mình hôm nay để hướng dẫn cho các bạn bằng cách chỉnh đồng độ và elip của máy phân sơn. Thì hôm nay đến đây là hết. Thì các bạn xem nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để được theo dõi những video tiếp theo của mình. Chào, hẹn gặp lại các bạn.